Dạ hello, em Hương mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay em Hương sẽ chào cho cô chú anh chị mình một căn nhà nằm trong khu dân cư Phát Hải ha, một căn nhà rất cực kỳ là độc đáo và cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, độc quyền trong khu dân cư Phát Hải luôn nha cô chú và anh chị. Với cái diện tích là ngang 5 và dài tới tận 17 lận. Đó, và đây là mẫu nhà em Hương sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình. Đó, vị trí con đường của mình nằm á là trên con đường số 7 ha, đối diện với con đường số 6 luôn. Ngay cái cua luôn thì mặt vỉa hè của mình là lên tới tận 5 mét lận. Đó, mình có thể đậu một chiếc xe hơi tại khu vực này luôn nha cô chú anh chị. Nó có một bóng cây nè, rất là xanh mát. Và đây là cái một mẫu nhà mà em Hương sẽ gửi đến cho cô chú và anh chị mình. Đó, vỉa hè của mình nè, rất là rộng luôn. Mình có thể đậu một chiếc xe ô tô lên tới trên đây luôn ha. Đó, và diện tích của mình là ngang là 5 và dài là tới 19 lận. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong luôn nha. Thì ở đây là mình có hai lớp cửa bảo vệ lận. Một lớp cửa đầu tiên nè là một lớp cửa sắt ha, bốn cánh, nó sắt BNC rất là đẹp luôn. Đó, sơn cái tông màu vàng nhìn rất là mắt ha, bắt mắt luôn, kiểu mới hiện đại của năm 2022 luôn nha cô chú và anh chị. Và phía bên trong nữa là thêm một lớp cửa nữa, đó là cửa nhôm Sinfa nó, và kính cường lực rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Thì chủ nhà này rất ít thích yêu đồ gỗ luôn, nên chủ nhà trang trí nè toàn là đồ gỗ không. Còn nếu mà cô chú anh chị mình có thích đồ gỗ xưa thì mình cũng có thể là liên hệ trực tiếp với chủ nhà này luôn á cô chú anh chị. Chủ nhà này vẫn bán đồ gỗ cho mình luôn. Đó, đồ gỗ của chủ nhà đây. Đó, và trần của mình là trần thạch cao nguyên khói dược hợp ha. Cái hệ thống chỉ phào nè, đó, rất là đẹp luôn. Và chính giữa của mình là một cái đèn chùm, đó, rất là bắt mắt. Đó, và nhà của mình là sổ hồng riêng luôn. Và chủ nhà là đang hoàn công luôn nha cô chú và anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like và share cho em Hương nha. Đó, và đây nè, mình vẫn có một cái không gian này. Đó, về cô chú anh chị mình có thể là mình gắn thêm một bức tranh nữa hai bên luôn. Đó, nhìn gắn bức tranh thì ngôi nhà của mình nó sẽ bắt mắt hơn luôn á cô chú và anh chị. Thì hệ thống đèn của mình đã thắp sáng đủ hết rồi nha cô chú và anh chị. Và lúc mà trong video á, cô chú anh chị mình xem mấy cái đèn nó chớp chớp thì thật sự ở ngoài nó không có chớp nha. Tại vì mình lên điện thoại màn hình á thì nó sẽ phân giải nó sẽ khác nhau nha cô chú và anh chị. Đó, và cầu thang của mình là tay cầm bằng gỗ đây nè, rất là chắc chắn luôn. Một chút xíu nữa em Hương sẽ review sao đến cho cô chú anh chị mình nha. Em Hương sẽ di chuyển ra sau. Nó có một cái phòng ở dưới nữa. Nếu gia đình mình nó có con em nhỏ nè, người lớn tuổi thì mình cũng có thể là tận dụng căn phòng ở dưới nha. Ở đây nè cô chú anh chị, vẫn có một cái âm tường đây nè. Về cô chú anh chị mình có thể là mình gắn thêm bức tranh nữa, cũng giống như tranh mình trang trí tranh đồ hoặc là cái BNC mình gắn vào á, nhìn con nhà của mình rất là đẹp hơn. Nó vì gia chủ á làm nhà trống như vậy để về cô chú anh chị mình thích thì mình cũng có thể là trang trí thêm. Nó không thua là mình thẩm mỹ, mắt thẩm mỹ của mình trang trí cái nhà mình như thế nào cho nó bắt mắt thêm thôi nha. Và nhà này á thì có cái giá cực kỳ là mềm luôn. Đó, chỉ có 3 tỷ 350 triệu thôi thì mình đã sở hữu được một ngôi nhà gần 100 m² rồi và nằm trong khu dân cư Phát Hải luôn, rất là gần quốc lộ 1A luôn nha cô chú anh chị. Từ đây mà mình di chuyển cái đó là mình đi tầm chắc khoảng 5 phút thôi, gần chợ Búa rồi cũng sát cạnh hết. Nếu cô chú anh chị mình đi xem nhà nhiều thì cũng biết vị trí trong khu dân cư Phát Hải rồi đó. Và nhà của mình thì đã có hoàn công rồi luôn nha. Đó, đây là mẫu nhà, đây là cái phòng. Đó, cái phòng đầu tiên ở phòng dưới đây nè, thì mình tận dụng ở khu cầu thang nè, mình thuê tận dụng ở đây. Mình đây thì chủ người ta sẽ lắp đặt tủ đèn đỏ để cho mình có thể là về có thể mình trang trí theo cái phong cách này thôi. Chứ tủ gỗ này là chủ không có để lại cho mình đâu nha, chủ chỉ trang trí sơ cho mình thôi. Còn nếu mà mình thích như đồ gỗ như vậy luôn thì chủ người ta vẫn bán lại cho mình với một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn nha. Đây nè, mình có cửa sổ nữa. Thì những các cửa trong phòng mình đều là cửa nhôm Sinfa nha cô chú anh chị, và kính cường lực luôn, rất là chắc chắn và nhẹ nhàng cho mình đóng cửa đồ luôn nha. Wow, một cái tủ bếp, không gian bếp cực kỳ là rộng luôn. Đó, thoải mái mà thao hồ về đây mà mình nấu nướng nè, đó, mình trang trí. Đây nè, chủ đầu tư người ta vẫn để sẵn lại những cái tủ hết, người ta trang trí sẵn cho mình đó, toàn đồ gỗ không à. Chủ nhà này rất là yêu thích đồ gỗ luôn nên vô nhà toàn là gỗ không à. Đó, nhìn gỗ cũng đẹp lắm luôn á. Đây nè, tủ trên nè và tủ dưới nè cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Ở mặt bếp của mình là mặt bếp đá hoa cương ha, rất là chắc chắn và dày dặn. Và nhà mình thì điện nước đã vào chính thức hết cho cô chú anh chị mình rồi nha. Điện nước rất là mạnh luôn, điện âm nước âm luôn nha cô chú và anh chị. Bồn nước ở đây à. Đó, và ở đây thì mình có một cái sân sau, đó, rất là thoáng mát luôn, một không gian mở. Đó, về đây thì cô chú anh chị mình có thể là
mình che một cái máy lại, còn không thì mình để vậy đi cho nó mát mẻ thoải mái ha. Nhà vệ sinh thì nằm ở đây. Ồ, ngay chỗ đây có cái cửa sổ đó nè, rất là mát mẻ luôn. Gió thổi rất là mát. Nhà của mình thì có hướng Tây ha. Đó, hàng là hàng cao cấp, không bồn cầu, không là nhìn cũng quá trời đẹp rồi. Nó những dồi sen, dồi xịt nè. Bồn rửa mặt nè, cô chú anh chị vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cho gia đình mình sinh hoạt rồi nha. Giờ thì có một điểm ngay chân cầu thang rất là đẹp và cực kỳ là độc lạ luôn á. Cô chú anh chị mình hãy di chuyển vào lên trên mình tham quan khám phá tầng trên nha. Dạ, và vị trí nhà mình thì nằm nhiều lúc bị khớp với người này luôn. Đây là đường bước lên tầng trên của mình nè, đó, tay cầm bằng gỗ nè, mặt bước lên cầu thang cũng rất là thoải mái luôn. Đó, cô chú anh chị mình nhìn lên trên chút xíu nha, em Hương sẽ review khúc không gian này cho cô chú anh chị mình xem. Đó, chủ á, để một cái không gian trống dài vậy nè. Đó, cô chú anh chị mình á, có thích cá, mình có thể là mình làm một cái hồ ở đây nè, mình nuôi những cá cảnh nữa, rất là đẹp và bắt mắt nữa. Còn không thì mình trang trí những chậu bông ở đây nữa. Đó, thì hồi trước em Hương có hỏi chủ thì chủ nói là ở đây mình có thể là nuôi một cái hồ cá luôn á cô chú anh chị. Đó, giờ mình di chuyển lên trên nha. Ở trên của mình á là có hai phòng, nó và một phòng sách và thêm một phòng thờ nữa cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình di chuyển phía lên trên. Wow, một cái không gian cực kỳ là tuyệt vời luôn, thoáng mát nữa. Khách hả? Kể khách đi, quay dính lắm luôn cũng được. Dạ, và đây là một cái không gian cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nó và rất là trang nghiêm đó nè. Đây là một không gian bước lên là một cái chỗ thờ cúng. Nó chủ nó xây á, rất là bắt mắt luôn. Tại vì rất là nhiều ý kiến của khách hàng, người ta muốn có một cái thờ chỗ thờ cúng trang nghiêm riêng biệt để không vướng bận hay hết. Thì chủ đầu tư vẫn góp ý kiến đó và làm lên một cái không gian để cho mình thờ cúng ông bà tổ tiên ở đây. Nó như mình có đạo Phật, đạo Chúa thì mình cũng có thể thờ ở đây nha cô chú anh chị. Và kế bên đây thì mình có thể làm một cái không gian là phòng sách, phòng học cho những con em mình hoặc là không gian làm việc của mình ở đây nha. Đó, và đây là một cái phòng. Đó, tên 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 mà cô chú anh chị vào xem nè, cái phòng này đã lắm. Có cửa sổ bên hông, cực kỳ là mát. Nó được ngắm cảnh xung quanh luôn, rất là đông vui luôn. Ở đây thì đã lắp đặt sẵn một cái giường, đó, mà không gian nó còn rất là rộng nữa. Mình có thể làm thêm một cái tủ lớn nè và một cái bàn trang điểm kế bên nữa. Thì cái phòng của mình rất là thoải mái rồi. Ngôi nhà này mình có thành viên từ 4 đến 6 người ở rất là thoải mái luôn. Nó rộng rãi nữa. Xe hơ thì có thể đậu trước ngay nhà mình luôn. Và nhà mình nằm trong khu dân cư Phát Hải luôn nha cô chú anh chị. Đó, đây nhà vệ sinh. Nhỏ cho sinh hoạt hai phòng tới lui. Thì vẫn giống như phòng dưới thôi, vẫn đầy đủ thiết bị. Thì em Hương chỉ quay sơ cho cô chú anh chị mình xem nha. Và có cái bồn nước nằm phía trên bên trên luôn nha. Và đây là một cái phòng lớn, nó có cái ban công rộng ơi là rộng luôn. Đó, mình có thể làm một cái phòng ngủ ở đây. Tại kế bên thì mình đã có phòng thờ rồi. Ở đây thì mình làm cái phòng ngủ, mình có một cái view. Đó, nhìn ra nó rất là đẹp luôn, cái phong cảnh trước. Và gạch của mình là gạch nhám 80x80 nha cô chú anh chị. Nó chủ này làm cái màu gạch này nè và làm cái gạch này nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình không tin thì mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế về ngôi nhà này. Em Hương nghĩ là khoảng 80-90% là cô chú anh chị mình đã thích ngôi nhà này rồi đó. Đó, cái màu gạch cực kỳ là đẹp ha. Và đây nè, cái ban công của mình rất là rộng và thông thoáng, mát mẻ lắm. Về đây thì có đập một cái ghế, một cái ghế với một cái bàn đá ở đây. Đó, buổi chiều thì gia đình lên đây ngồi chơi đồ ha, tán gẫu với nhau ha, cũng rất là thoải mái, mát mẻ. Ở đây thì chủ người ta vẫn làm sẵn cho mình một cái không gian này. Về đây cô chú anh chị mình trồng cây kiểng, bông hoa đồ ở đây. Đó, buổi chiều mình về mình tưới cây đồ, nhìn nó cũng thoải mát nữa ha, thoải mái lắm. Đó, thì khu dân cư Phát Hải đây ạ. Đó, thì đây là cây cối, cây xanh đã khắp rồi, rất là mát mẻ. Và nhà mình có một cái giá là 3 tỷ 350 triệu. Đó, và cái diện tích là ngang 4 và dài, em Hương xin lỗi, ngang 5 và dài 19. Đó, và nhà của mình thì đã đang hoàn công luôn nha cô chú và anh chị. Thì cô chú anh chị mình có thích ngôi nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình. Và xem đến đây thì đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh cho em Hương nha, để mình có thể theo dõi nhiều clip và nhiều mẫu nhà mới hơn bên em Hương. Giờ thì em Hương cũng xin chào và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.